Hải Đăng xin chào bạn. Sau đây đang giới thiệu các bạn bộ cần, bộ máy và cần thôi. Còn những phụ kiện kia sẽ tặng kèm theo. Thì nhân dịp đội tuyển Việt Nam vào trận chung kết thì Hải Đăng sẽ khuyến mại tặng phụ kiện kèm theo khi mua đồ và miễn phí ship với đơn hàng 500k trở lên. Đây, bộ này Hải Đăng sẽ miễn phí ship và tặng những phụ kiện kèm theo, gồm cần Slender FV425, độ cứng BXT, khuyên bát Fuji. Đấy, bát này bát thấp được các bạn nhé, nhưng không phải hạ nữa. Này, Fuji đây. Fuji, quyền Fuji. Tiếp đến là máy Alivio 6000 của Malaysia sản xuất. Đấy, Malaysia sản xuất Alivio vào sẵn cước đây các bạn. Và dẫn cước số 6 150m rồi. Đấy, về câu luôn thôi. Tặng các bạn lưỡi ngũ 10, cước linh, một gọn cước linh tùy số. Tùy số các bạn chọn số nào chọn. Chống cần phao câu đầu cần, mà hai tầm cần nó được ạ. Câu đầu phao này. Đấy. Rồi đang giới thiệu bộ sản phẩm, tặng kèm phụ kiện và miễn phí ship. Nhân dịp đội tuyển Việt Nam vào trận chung kết AFF Cup 2018. Đang Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Những sản phẩm tiếp theo của Đang Fishing.